Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 10, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố đã thành lập hội đồng giám sát tiêu hủy hàng hóa vi phạm với số lượng lớn do lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2021. Số hàng hóa tiêu hủy lần này là hơn 118.000 sản phẩm với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, bao gồm các nhóm hàng như thời trang, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, v.v. Đây là tang vật của nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hàng hóa nhập lậu, hàng giả nhãn hiệu, hàng cấm và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bị các đội quản lý thị trường, Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng tịch thu trên địa bàn thành phố thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Việc tiêu hủy được thực hiện tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng An Sinh, thuộc Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bằng hình thức gồm cắt, đốt và chà nát. Việc tiêu hủy có sự giám sát của tất cả các thành viên hội đồng và đảm bảo an ninh tuyệt đối trong suốt quá trình tiêu hủy.